Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, các địa phương ở Hưng Yên cùng với cả nước đã có nhiều giải pháp đồng bộ để xử lý các điểm khiếu kiện tập trung đông người, qua đó tạo sự đồng thuận của người dân trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Người dân thay vì đi khiếu kiện tập trung vào sản xuất kinh doanh, làm giàu trên chính quê hương. Cách đây 5 năm, thôn Mão Trinh, xã Tương Quang, thị xã Mỹ Hào là một điểm nóng về khiếu kiện vượt cấp của tỉnh. Người dân nơi đây thường xuyên làm đơn thư khiếu kiện lên tỉnh, trung ương, đề nghị thanh tra, xử lý ban chi ủy, trưởng phó thôn, công chức xã bởi quản lý đất đai, tài chính chưa tốt. Cùng với sự vào cuộc của các ngành chức năng trong việc xử lý kỷ luật, thậm chí xử lý hình sự những người có trách nhiệm để xảy ra sai phạm, lãnh đạo địa phương đã xuống đối thoại, giải thích cho người dân về các chính sách, chủ trương của Đảng, Nhà nước, các quy định của tỉnh trong quản lý đất đai. Người dân dần dần hiểu ra và không đi khiếu kiện nữa. Từ khi phó chủ tịch tỉnh về là đối thoại với dân, dân cảm thấy thoải mái. Người ta được gọi là mở hết cái tấm lòng của người ta ra. Ngày xưa là mọi sự tham gia góp ý là bị che khuất. Sau khi mà các đồng chí lãnh đạo quan tâm đến vấn đề người dân để làm đường này, rồi thì chia ruộng một cách công bằng, trả lời câu hỏi rất là thỏa đáng. Tăng cường cử cán bộ xuống cơ sở gần dân, nắm bắt cái tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Tối sớm là chúng tôi đến các cái gia đình gặp gỡ các cái bác cao tuổi, rồi các cái bác mà hay có những cái phản ánh kiến nghị để chúng tôi lắng nghe, nắm bắt và để mà có cái biện pháp tháo gỡ. Cách đây 10 năm, ba xã trong vùng dự án của huyện Văn Giang là một trong những điểm nóng của toàn quốc về khiếu kiện vượt cấp. Tuy nhiên, với nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó chú trọng tới việc tiếp, đối thoại, kiên trì giải thích với người dân của lãnh đạo tỉnh và huyện. Bên cạnh đó là sự quan tâm trong quy hoạch vùng sản xuất, tạo thuận lợi về thủ tục hành chính, nguồn vốn để người dân có thể sinh kế trên chính quê hương mình như phát triển các vùng hoa cây cảnh, xây dựng các khu dịch vụ. Để mà giảm bớt được những cái việc mà người dân đi khiếu kiện các cấp từ thôn đến xã là phải tập trung làm sao để tạo điều kiện cho người dân tập trung vào phát triển kinh tế. Có nghĩa là phải định hướng và tìm cho một cái hướng đi đúng đối với địa phương khi mà bị thu hồi mất một cái diện tích đất sản xuất nông nghiệp. Thì còn một diện tích còn lại đấy thì địa phương phải có định hướng, có một cái nghề. Đấy, làm sao là chuyển đổi nghề cho người dân. Và khi có một cái nghề ổn định đó rồi thì phải hướng người dân cũng như là định hướng cho các tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật. Đấy, và khi mà có công ăn việc làm ổn định rồi, người dân có thu nhập ổn định rồi thì người dân sẽ tập trung vào phát triển kinh tế. Cùng với những kết quả về phát triển tăng trưởng kinh tế, quy mô nền kinh tế không ngừng được mở rộng với công nghiệp dịch vụ ngày càng phát triển, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, thì Hưng Yên đã và đang triển khai tốt việc đảm bảo an sinh xã hội, đặc biệt là đảm bảo an ninh trật tự, từng bước giải quyết được tình trạng khiếu kiện vượt cấp, tạo sự đồng thuận của người dân trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.